không nhớ được gì nữa luôn sao? Kể cả Suri, kể cả em thì cũng không nhớ luôn sao? Em là Dây Dê, em là Dây Dê nè, chị có nhớ không? Chị đã từng dạy cho em phép biến hình đó. Chị Hoa Hồng Đen, anh Charu, đúng rồi, chắc chắn chị nhớ anh Charu mà đúng không chị? Chị nhớ anh Charu không? Chị và anh Charu đã từng mở quán khế ngọt đó. Chị nhớ không chị? Đây là quả cầu thủy tinh, là món quà duy nhất chị tặng cho em trước khi chị về thế giới phép thuật đó. Chị nhớ không chị Hoa Hồng Đen? Chị đã tặng cho em quả cầu thủy tinh này nè, chị nhớ không chị? Xin lỗi, nhưng mà tôi không nhớ gì hết. Đừng lo, không có ai đâu. Cô không cần phải sợ, ngồi xuống đi. Chắc mấy ngày rồi cô không được ăn uống đàng hoàng đúng không? Cô ăn một chút gì đi. Đang ở nhà bạn hả? Vậy chị Hồng Đen có về nước không? Nếu bạn không muốn nói thì thôi vậy. Mình xin lỗi, tại mình có nhiều chuyện căng thẳng quá cho nên. Bạn không cần giải thích đâu, bạn lúc nào cũng vậy mà, mình quen rồi. Khi nào bạn muốn nói thì nói với mình, không có sao đâu. Thật sự mình không muốn giấu bạn đâu, tại vì bây giờ chị Hoa Hồng Đen mất trí nhớ nên mình trở nên lo lắng vậy thôi. Chị Hoa Hồng Đen bị mất trí nhớ hả? Ừ, chị không nhận ra hết đó, tới bản thân của chị còn không biết luôn. Hay là chiều nay tụi mình rủ Thu Hà, Thái Hồn, Ngọc Vân đến nhà bạn hả? Thì lúc trước ngày nào tụi mình cũng tới quán Thái Ngọt mà, có khi tụi mình nói chuyện với chị Hoa Hồng Đen thì chị sẽ nhớ lại gì đó. Ờ ha, đúng rồi. Chuyện tối hôm qua con xin lỗi ông. Không có gì đâu. Bắp cải à? Ông đã suy nghĩ nhiều về cái chuyện ngày nghỉ trưởng đêm hôm qua, và ông thấy rằng chắc có lẽ là ngày nghỉ trưởng đã biết trước được cuộc tấn công của phái ma nữ đi giành lấy thế giới phép thuật, nên ngài đã cố tình tránh đi để chờ một cuộc phản công. Và riêng cái chuyện mà ngài nghị trưởng cho con xuống đây cũng là nhằm mục đích là để sau này nếu ngài nghị trưởng có bị cái gì thì cũng còn có con. Con sẽ lãnh đạo cái cuộc tổng tấn công để giành lại thế giới phép thuật. Tôi và cô từng học chung với nhau hả? Ngày trước chúng ta đã từng học chung ở trường phép thuật đó. Học chung trường phép thuật? Nếu như học chung trường phép thuật, sao chúng ta không ở thế giới phép thuật mà là ở đây? Chuyện dài lắm, từ từ tôi sẽ nói hết cho cô nghe. Nhưng nói chung là vì một số nhiệm vụ đặc biệt mà lần lượt chúng ta đã có mặt tại đây.
Dạ, đang nằm nghỉ trên phòng dê dê đó ba. Cô có thấy tiến triển chút nào không? Con thấy cũng có. Ít ra thì cổ không nhìn con với cái vẻ sợ sệt nữa. Cũng mong là nó sẽ nhớ là được mọi chuyện. Dạ, thưa ông, thưa mẹ, thưa ông mới về. Chào ông, thưa ông, thưa cô. Thưa ông, thưa cô. Chào tụi con. À, tụi con. Mẹ, chị Hoa Hồng Đen đâu rồi mẹ? Ở trên phòng dê dê đó con. Vậy tụi mình đi. À, nè, tụi con định đi đâu vậy? Để yên cho Hoa Hồng Đen nghỉ ngơi chứ. Dạ, con định dẫn mấy bạn lên gặp chị Hoa Hồng Đen, sau đó kể lại mấy chuyện trước đây tụi con với chị Hoa Hồng Đen ở quán Khế Ngọt á. Hy vọng là chị Hoa Hồng Đen sẽ nhớ lại cái gì đó. Ờ, à, con đi đi. Dạ. Ba à, như vậy có được không ba? À, kể để lên nói chuyện với Hoa Hồng Đen, nhiều khi nó sẽ giúp cho Hoa Hồng Đen nhớ lại. Nhưng thưa ba, gia đình chúng ta quen cô ấy lâu như vậy, đã kể cho cô ấy nghe biết bao nhiêu là chuyện rồi, mà cũng không giúp đỡ cô ấy được gì hết, thì tụi nhỏ có làm được gì đâu ba. Con sợ là tụi nó sẽ làm phiền cô ấy thêm đó. Vậy là con không hiểu rồi. Ba nói vậy là sao? Con còn nhớ là tại sao Hoa Hồng Đen lại trở thành một người tốt như vậy không? Đương nhiên là con nhớ chứ. Là khi cô ấy bị trúng phép thuật biến hình của chú Mây. Ừ, đúng. Từ khi chúng phải phép biến hình của chú Mây, Hoa Hồng Đen trở thành một đứa trẻ và phải đi học cùng Suri. Trong quá trình đi học đó thì tụi nhỏ đã cảm hóa Hoa Hồng Đen bằng tình cảm của mình. Đó là ký ức quan trọng nhất của Hoa Hồng Đen. Nếu tụi nhỏ không làm cho Hoa Hồng Đen nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ trên đời này không ai có thể làm được chuyện đó. Em nè, Thái Hồ, Ngọc Vân, Hoàng Lan, Thu Hà, chị nhớ không? Em là Thái Hồ nè. Mỗi khi qua ống cổ của chị, em hay kêu tôi bỏ đặc biệt á, nhớ không chị? Em là Hoàng Lan nè chị. Nhà em kế bên nhà Suri, ba em là chủ siêu thị kế bên cạnh quán gì đó.
Gia Gia nữa. Chị ơi, em là Bắp Cải à. Ở trên thế giới phép thuật á, chị có nghe tin tức về ba của em không? Tin tức? Tin tức là gì? Ở thì phái ma nữ tấn công phái Nguyên Lão, rồi ngài nghị trưởng bị mất tích. Chẳng lẽ cô không biết chuyện gì sao? Phái Nguyên Lão là gì? Phái ma nữ là gì? Rồi mặc dù là có nhớ lại nhưng mà cũng chỉ nhớ một phần nào thôi. Cô ấy chỉ nhớ những cái chuyện xảy ra ở thế giới loài người, nhất là khoảng thời gian cô ấy làm ở quán Khế Ngọt. Còn ở thế giới phép thuật á thì Bắp Cải à, con cũng đừng có lo lắng quá, ít ra thì cũng đã tiến triển được một chút rồi. Có lẽ một thời gian ngắn nữa Hoa Hồng Đen sẽ nhớ lại mọi việc thôi mà. Dạ con biết rồi. Vậy là chúng ta là những nhà phép thuật đó hả? Dạ. Chị với cha Ru là phép thuật phái ma nữ, còn gia đình em là phép thuật của phái Nguyên Lão, đúng không? Dạ. Sao chị không nhớ gì hết? Vậy chị còn nhớ quả cầu thủy tinh không? Trước đây chị đã tặng em một cái đó, chị nhớ không? Chị tặng cho em lúc nào? Trước khi chị về thế giới phép thuật đó hả? Dạ. Sao chị lại trở về thế giới phép thuật vậy? Bởi vì chị không làm theo mệnh lệnh của phái ma nữ nên chị bắt xuống địa ngục. Bị bắt xuống địa ngục? Dạ. Vậy chị còn nhớ địa ngục không? Nhưng mà sao chị không làm theo mệnh lệnh của phái ma nữ? À, chị Hoa Hồng Đen sao rồi con? Dạ, chị chỉ nhớ được những chuyện vui khi ở với chúng ta thôi. Còn những chuyện học tình cảm loài người với những chuyện xảy ra thế giới phép thuật á, thì chị không có nhớ. Đúng là mọi chuyện không đơn giản. Ông ơi, con có ý này, nhưng mà con không biết có được hay không nữa. Con thử nói đi. Hay là mình thử với chị Hoa Hồng Đen đọc quyển nhật ký của chị đi. Biết đâu chị sẽ nhớ ra gì đó thì sao? Ừ, cũng được. Đó cũng là ý tốt, có gì đâu mà con phải băn khoăn nè. Nhưng mà con sợ là chỉ đọc cái khoảng thời gian mà chị chưa học được tình cảm của loài người á, chị sẽ trở lại như lúc trước thì sao? Nhưng mà ở thời điểm này không còn cách nào khác đâu. Con cứ đưa cho chị Hoa Hồng Đen đọc đi. Dạ. Hy vọng là mọi việc sẽ không diễn biến theo chiều hướng xấu.
Chị viết cái này á hả? Em thấy nó rơi ra từ trong túi của chị đó. Chị không nhớ gì hết. Chị không cần phải nhớ liền đâu, cứ từ từ cũng được mà. Không nói chuyện với ai hết. Bạn đi đâu vậy? Mình phải đi tới chỗ của ba của mình. Bạn khùng hả? Ba bạn làm gì ở ngoài? Đi vô trong đi. Cho mình xin đi. Mình phải đi tới chỗ của ba mình. Ôi nghe mình đi. Bạn muốn đi đâu cũng được, nhưng mà làm ơn đi vô trong đi. Ở ngoài làm gì có đường mà đi. Chị Quang, phụ mình một tay đi. Ờ, biết rồi. Nè. Gì vậy? Bạn kêu mình nói nhỏ là mình nghe rồi. Kêu đó giờ bạn có trả lời đâu. Mà bạn tới đây chi vậy? Mình tới định bàn với bạn một chuyện. Chuyện gì? Chuyện bắp cải. Mình đang nghĩ không biết mình có cần làm gì giúp bắp cải hay không. Mình cũng đang nghĩ chuyện đó nè. Bạn có nghĩ được gì không? Còn bạn? Mình cũng không. Mà nè, hay là mình cứ tới ăn ngủ bắp cải thôi, không cần làm gì cũng được mà. Nhưng mà mình đâu có biết ba bắp cải bị chuyện gì đâu. Tự nhiên thấy ăn ủi kỳ lắm. Ừ, cũng đúng. Bạn ở đây giữ cửa hàng giùm mình nha. Mình ở đây xíu. Em đô. Chị gọi em ra đây có chuyện gì không? Thì có chuyện ta mới gọi mày ra. Mấy bữa nay bắp cải gặp chuyện gì vậy? Cái chuyện đó em không có nói với chị được. Cái con nhỏ này lúc nào cũng tỏ vẻ bí mật hết á. Mà với lại tao cũng biết rồi, thì giấu tao còn chi nữa. Chị nói chị biết. Ủa mà chị biết gì? Thì ba của bắp cải gặp tai nạn, cho nên bắp cải mới buồn chứ gì. Sao chị biết hay quá vậy? Chuyện gì mà tao không biết? Nếu như mà chị nói chuyện gì chị cũng biết hết rồi á, thì hỏi em chi nữa. Thì tao chỉ tính xác định lại một chút thôi. Với lại sao? Với lại tao tính hỏi mày có cách nào để ăn ủi bắp cải không, chứ thấy nó như vậy tao cũng buồn. Nếu như mà chị muốn ăn ủi ảnh á, thì hay là chị tạc tượng đi. Tạc tượng? Mà sao phải tạc tượng? Mày đã tưởng gì? Thì ở cái đất nước mà em đã sống á, thì khi mà con cái nhớ về cha mẹ của mình thì họ thường hay tạc tượng lắm. Hay là chị thử làm như vậy đi. Duy Quang, tự nhiên cái đó mất tiêu vậy? Lúc trước á, bạn có học một khóa điêu khắc đúng không? Ừ có, mà sao vậy? Vậy bạn còn nhớ cách làm không? Nhớ chứ, thỉnh thoảng mình cũng làm mà. Mà có chuyện gì vậy? Vậy tụi mình đi. Đi đâu? Thì cứ đi đi biết. Bắp cải à, con đi dạo với ông không? Dạ cũng được. Sao cái gì vậy? Sao nhìn thấy quể quải mà gương mặt đầy lo lắng như vậy? Đừng có lo gì cả, những nhà phép thuật của phái Nguyên Lão chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối. Chắc bây giờ là ngài nghị trưởng đang sống mạnh khỏe đâu đó thôi con. Dạ con cũng đỡ nhớ ba con rồi. Tại vì lúc mà tới với thế giới là người á, con có đem hình của ba con theo á. Nên ông cũng đừng có lo lắm. Rồi, ủa kiếm gì vậy? Ủa hình của ba con đâu rồi? Chắc là con để lạc ở đâu đó trong nhà tìm kỹ lại thôi. Dạ không có.
hình như lúc đó. Lúc nào? Lúc con với Năm Rô với Di Quang giằng co ở bãi biển á, chắc nó rớt ngoài đó rồi ông ơi. Đi, vậy đi, đi. Dạ. Hôm qua mấy đứa giằng co chỗ nào nhớ không? À, dạ, à, ông ơi, hình như ở bên này nè ông. Dạ, thì đi. Ủa sao vậy? Ông ơi, hình như ở bên kia ông. Là ở đâu? Dạ ông ơi, thiệt tình con cũng không có nhớ là ở bên này hay ở bên kia nữa. Tại vì lúc mà giằng co có thể là ở hai bên đó ông ơi. Ây chà. Thôi để từ từ rồi tiếp. Mỗi người đi một hướng kiếm vậy nha. Dạ. Nhưng mà sao vậy? Hình như là ở đằng kia nữa ông ơi. Vậy thôi từ từ đi kiếm đi. Thôi đi đi, mỗi người đi một hướng.